Nga náo động NATO, 32 nước gấp rút chuẩn bị đối phó. Nga giành thế chủ động trên chiến trường, Ukraine tức tốc củng cố phòng tuyến. Nga phá hủy nhà máy nhiệt điện lớn nhất Hà Quốc, sứ quán nước ngoài yêu cầu công dân rời điểm nóng. Ba chiến lược lội ngược dòng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Do gì thông tin Israel nhất trí thành lập lực lượng liên quân ba nước Ả Rập ở giải Gaza? Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết, NATO đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng. 32 nước liên minh quân sự này đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Trước đó, chỉ trong 39 giây, tên lửa Nga đã khiến quốc gia sát vách Ukraine báo động. Điều này cũng thôi thúc NATO lên kế hoạch phản công, đồng thời tuyên bố NATO sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất trước bất kỳ mối đe dọa nào. Các chuyên gia và quan chức phương Tây từ lâu đã cho rằng, nếu Nga thành công trong việc đánh bại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cảm thấy được khuyến khích tiếp tục tham vọng của mình và mục tiêu tiếp theo có thể là các nước thành viên NATO gây ra cuộc chiến toàn diện giữa các đối thủ có sở hữu vũ khí hạt nhân. Hiện nay, các quốc gia Baltic có lẽ lo lắng hơn cả, bởi mối nguy dường như đang ở ngay trước cửa nhà của họ. Khi nói về mức chi tiêu quân sự của NATO so với Nga, Ngoại trưởng Latvia Kristijanis Karins nhấn mạnh các nước Baltic đang chuẩn bị để ngăn chặn và chống lại Nga. Theo dự đoán từ đầu năm nay, 18 thành viên NATO chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội của họ cho quốc phòng trong khi các thành viên còn lại đang được thúc giục nhanh chóng đạt được mục tiêu đó. Con số này nhiều hơn 7 nước so với năm 2023. Năm 2014, chỉ có 3 nước trong NATO đạt được ngưỡng đó. Các con số thống kê năm ngoái cho thấy, Ba Lan đã chi 3,9% GDP cho quốc phòng, cao hơn cả Mỹ ở mức 3,49%. Nhiều quốc gia giáp Nga hay Belarus cũng tăng cường chi tiêu. Estonia chi 2,73%, Litva 2,54% và Latvia 2,07%. Phần Lan, Rumani và Hungary cũng chi trên ngưỡng 2%. Ông Karins cũng cho biết có những bước quan trọng khác đang được thực hiện để chuẩn bị đối phó với Nga. Chúng tôi đã khôi phục chế độ tòng quân, vì vậy chúng tôi đang xây dựng lực lượng vũ trang của mình. Tổng thống Latvia Edgarin Rinkevich cho biết đang thúc đẩy các thành viên NATO khác thực hiện điều tương tự. Theo ông Karins, Latvia và các nước vùng Baltic khác đang mua thêm hệ thống vũ khí và tăng cường hiện diện quân sự của NATO ở vùng Baltic. Gần đây, Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ tổng trị giá 228 triệu đô la Mỹ cho Estonia, Latvia và Litva nhằm đẩy nhanh các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng quân sự liên quan đến phòng thủ trên không và trên biển cũng như các lực lượng trên bộ. Mặt khác, trước đó người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định Mỹ sẵn sàng thực hiện các cam kết của NATO và bảo vệ các đồng minh của mình trong trường hợp bị tấn công. Bình luận của bà Singh được đưa ra sau khi tên lửa Nga được cho là đã xâm nhập không phận Ba Lan trong cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Bà Sinh nói, nếu một đồng minh NATO bị tấn công, chúng tôi chắc chắn không muốn thấy điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. ưu tiên của chúng tôi lúc này là đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần trên chiến trường. Cũng đề cập tới vấn đề về tên lửa Nga, khi phát biểu trên hãng truyền thông Ba Lan, RMF-24, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Andrei Suzena cho biết, khối 32 quốc gia NATO được cho là đang cân nhắc bắn hạ các tên lửa Nga nếu chúng bay quá gần tới biên giới các nước thành viên NATO. Trước đó, Ba Lan đã phải điều động chiến đấu cơ để bảo vệ không phận nước này khi Nga phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Vassava cho biết, tên lửa Nga đã bay vào không phận Ba Lan và lưu lại đây trong 39 giây. Đại sứ Nga tại Ba Lan, Sergei Andreev, đã được Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu tập để phản hồi về vụ việc, nhưng ông từ chối yêu cầu này. Ông Sujena nói, Nga thừa hiểu rằng nếu tên lửa di chuyển xa hơn vào không phận Ba Lan, nó sẽ bị bắn hạ, sẽ có một cuộc phản công. Trong khi đó, Phát biểu trên chương trình ETV và Lislim, chuyên gia an ninh Rainer Schack cho rằng ông coi quyết định của Ba Lan khi không bắn hạ tên lửa Nga bay vào không phận nước này là một sai lầm. Ông Schack cho rằng Ba Lan lẽ ra phải gửi một thông điệp rõ ràng rằng những tên lửa tương tự như vậy sẽ bị bắn hạ. Nếu không, Nga sẽ cảm thấy hành động của mình không phải chịu hậu quả. Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố nước này sớm triển khai một đơn vị phòng không Patriot tới đồng minh Litva nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận phòng không chung của NATO vào mùa hè năm nay. Tuyên bố của Hà Lan có đoạn, cuộc tập trận kéo dài vài tuần nên việc tăng cường năng lực phòng không ở sườn phía đông của Liên minh là cần thiết. Mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng của quân đội NATO trong việc nhanh chóng vận chuyển và triển khai hệ thống phòng không đến khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, Kaisa Ulongren, tuyên bố quyết định triển khai hệ thống do Mỹ sản xuất gần biên giới Nga góp phần nâng cao tính sẵn sàng của phòng không NATO. Về phần Litva, Nước này hoàn nghênh cuộc tập trận này, đồng thời cho biết Hà Lan sẽ huấn luyện cách tái triển khai các đơn vị phòng không cùng với quân đội Litva. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kasiunas cho biết lực lượng phản ứng nhanh của NATO rất quan trọng đối với an ninh của các nước vùng Baltic, đồng thời kêu gọi triển khai và tập trận nhiều hơn của khối trong khu vực. Hiện chưa rõ việc triển khai Patriot của Hà Lan ở Litva sẽ kéo dài đến bao lâu. Một khẩu đội của hệ thống phòng không Patriot gồm nhiều thành phần chiến đấu, gồm radar, anten, điều khiển hỏa lực, và các phương tiện hỗ trợ khác, cũng như 8 bệ phóng di động. Hà Lan là một trong số ít quốc gia cung cấp hai bệ phóng Patriot cho Ukraine. Cùng với Mỹ và Đức, mỗi nước gửi đầy đủ một tiểu đoàn tên lửa. Việc triển khai sẽ diễn ra sau cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO sau nhiều thập kỷ, Steadfast Defender 2024. Với sự tham gia của khoảng 90.000 quân, hơn 1.000 phương tiện chiến đấu, hơn 50 tàu hải quân, 80 máy bay trực thăng, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu từ tất cả 32 quốc gia thành viên. Nga tuyên bố việc khối quân sự do Mỹ đứng đầu tăng cường chi tiêu quân sự và tăng cường các cuộc tập trận thể hiện sự thách thức của khối này. Hồi đầu tháng 3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev cho biết cuộc tập trận đang diễn ra kịch bản đối đầu vũ trang với Nga, làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn tình hình thế giới. Ông Pachusev mô tả NATO là công cụ quan trọng để Washington gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Về phía Nga, sau khi phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, sự mở rộng của NATO sang phía đông, tức ở mặt trận phía tây nước Nga, được một số người đánh giá là một trong những nguyên nhân sâu xa. Nga xem việc NATO mở rộng là một mối đe dọa, trong khi NATO cho rằng giao tranh ở Ukraine là bằng chứng cho thấy liên minh này phải chuẩn bị cho kịch bản xấu về việc Nga sẽ không dừng lại. Vừa qua, NATO đã kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển. Trong bài thông điệp liên bang nêu trên, Tổng thống Nga Putin khẳng định động thái kết nạp Phần Lan và Thụy Điển cho thấy Nga cần tăng cường binh sĩ đang được triển khai dọc biên giới phía Tây với Liên minh châu Âu-EU về một số suy đoán từ phương Tây cho rằng Nga có thể sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine. Ông Putin phản bác và cho đây là điều viện vông. Ông nói thêm rằng Moscow sẽ không lặp lại sai lầm của Liên Xô, không cho phương Tây kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang, vốn có thể ngốn hết ngân sách. Hãng RTVI vừa qua đã yêu cầu ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bình luận về thông tin do báo The Times của Anh đăng tải với nội dung cho biết đô đốc Tony Radakin đã giúp lập kế hoạch chiến đấu cho Kiev. Cụ thể, The Times trích dẫn một nguồn tin quân sự Ukraine hé lộ, ông Radakin được hiểu đã giúp Kiev thực hiện chiến lược loại bỏ các tàu Nga và mở cửa Biển Đen, đồng thời đã có những đóng góp vô giá trong việc phối hợp hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao khác thuộc NATO. Đô đốc Anh đã tới thăm Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về chiến lược của quốc gia Đông Âu chống Nga cũng như các cách thức trợ giúp của phương Tây. Ông Peskov nói Điện Kremlin không có thông tin cụ thể liên quan đến ông Radakin, nhưng quân đội Nga có thể nắm rõ những điều này. Phát ngôn viên của Điện Kremlin nhấn mạnh, nhìn chung, việc người Anh thực sự cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine, nhân lực trên thực địa, thông tin tình báo, vân vân, không phải là điều bí mật. Điều đó có nghĩa là họ thực sự trực tiếp can dự vào cuộc xung đột này. Trong khi đó, phát biểu tại một sự kiện ở London vừa qua, đô đốc Tony Radakin nói rằng sự thật không thể tránh khỏi là bất kỳ cuộc tấn công hoặc xâm nhập nào của Nga chống lại NATO sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Ông cho rằng lý do lớn nhất khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn xung đột với NATO là vì Nga sẽ thua và thua nhanh chóng. Việc Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine đã làm dấy lên những lo ngại an ninh mới trên khắp châu Âu, khiến các nước phải chi nhiều hơn cho quốc phòng và thiết lập nhiều thỏa thuận an ninh hơn với nhau. Một số nhà lãnh đạo đã cảnh báo Nga có thể tấn công một quốc gia châu Âu khác trong vài năm tới sau kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông Radakin cho biết, anh không đứng trên bờ vực xung đột với Nga, chúng tôi sẽ không bị xâm chiếm. Tuy nhiên, ông nói thêm, điều đó không có nghĩa là anh không thể đối mặt với các cuộc tấn công. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không muốn đối đầu với các đồng minh của Mỹ ở Đông Âu tuyên bố được tổng thống Putin đưa ra trong chuyến thăm căn cứ không quân Tô Dốc ở vùng Tver vừa qua. Trước đó, nhiều quan chức phương Tây đã cố gắng kêu gọi viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng lời cáo buộc rằng Moscow sẽ không dừng lại nếu Kyiv bị đánh bại trên chiến trường. Ông Putin nói điều đó thật là vô lý. Đồng thời lưu ý đến sự tranh lệch trong chi tiêu quốc phòng của Anh và ngân sách của quân đội tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Những cáo buộc cho rằng chúng ta sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa ông putin khẳng định các đồng minh của mỹ ở đông âu không có lý do gì để lo sợ việc nói về một cuộc tấn công có thể xảy ra của nga vào ba lan hay cộng hòa séc hoặc các nước vùng baltic chỉ là lời tuyên truyền của các chính phủ nhằm tìm cách hù dọa dạ người dân của họ để người dân phải chi thêm tiền khiến họ phải gánh gánh nặng này trên vai Thưa quý vị, thất bại của Ukraine ở Adipka do thiếu các lớp phòng thủ kiên cố, cùng với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đàn dược và lực lượng đã cho phép quân đội Nga giành thế chủ động. Trước tình hình này, Ukraine đang chạy đua xây dựng tuyến phòng thủ tại một số điểm dọc theo chiến tuyến. Được biết, phía Ukraine đã huy động khoảng 800 triệu đô la Mỹ để xây dựng các công sự trong năm nay. Nếu muốn sống, hãy đào hào. Đó là châm ngôn mà những người lính Ukraine sống sót rút ra được trong cuộc xung đột với Nga. Chiến hào càng sâu, thì các binh sĩ càng được bảo vệ tốt hơn khỏi các mảnh đạn nổ và đạn của lính bắn tỉa. Quân đội Nga đang tận dụng lợi thế từ việc nguồn cung đạn pháo của Ukraine cạn kiệt, trong khi Washington chỉ hoãn hỗ trợ quân sự và EU đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống này. Tuy nhiên, việc Ukraine thiếu các phòng tuyến nhiều lớp và vững chắc là một lý do khác khiến quân đội Nga có thể tiến công ổn định và giành được các vùng lãnh thổ nhỏ dọc tiền tuyến trải dài 1.000 km. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ xây dựng các công sự mới dọc ba phòng tuyến với tổng chiều dài 2.000 km vào cuối mùa xuân. Vừa qua, ông Zelensky đã đến thăm một địa điểm ở khu vực Sumy ở phía Bắc để kiểm tra tiến độ. Một số nhà phân tích và nhà báo Ukraine đã chỉ trích các lãnh đạo chính trị và quân sự vì không chuẩn bị các công sự tốt hơn cho quân đội để rút lui khi Nga siết chặt vòng vây ở Adipka. Kostyantin và Vlada Liberov, những nhấp ảnh gia nổi tiếng người Ukraine, tham gia cùng các đơn vị ở Adipka khi thành phố thất thủ đặt câu hỏi tuyến phòng thủ thứ hai ở đâu. Quyết định xây dựng các phòng tuyến mới mạnh mẽ hơn lẽ ra nên được đưa ra vào cuối năm 2022, thời điểm bắt đầu chứng kiến áp lực dữ dội lên Bắc Mút, thị trấn chiến lược ở phía đông Ukraine, nơi cuộc giao tranh kéo dài 10 tháng khiến ép tổn thất lớn. Thất bại đó, cùng với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược và lực lượng, cũng như các lớp phòng tuyến đã cho phép quân đội Nga giành thế chủ động. Trước tình hình đó, Ukraine tăng cường xây dựng phòng tuyến kiên cố. Thủ tướng Ukraine Denis Mihal cho biết khoảng 800 triệu đô la Mỹ đã được huy động để xây dựng các công sự trong năm nay. Tuy nhiên, việc xây dựng chỉ bắt đầu tăng cường vào tháng 2, khoảng thời gian ông Oleksandr Syrsky được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh mới của các lực lượng vũ trang và thông báo rằng Ukraine đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ tích cực. Chiến lược mới đồng nghĩa với việc Kiev sẽ tìm cách giữ các vùng lãnh thổ, trong khi vẫn thăm dò các điểm yếu của đối phương như sử dụng tên lửa tầm xa và UAV để tấn công hạm đội Biển Đen cũng như các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các quan chức phương Tây nhận định với Financial Times vào tháng trước rằng, chiến lược phòng thủ tích cực cũng cho phép Ukraine tăng cường lực lượng trong năm nay và chuẩn bị cho năm 2025, thời điểm mà nước này có cơ hội tốt hơn để phản công. Những chướng ngại vật răng rồng, chiến hào trồng tăng và hệ thống hào hoàn ngoèo với các hầm bê tông kiên cố được xây dựng nhằm làm chậm tốc độ tiến công của đối phương. Người đứng đầu bộ phận xây dựng của chính quyền khu vực Chernihiv, Jaroslav Slyesarenko cho biết, chúng tôi đang xây dựng ở nơi đối phương tiến công dễ dàng vào năm 2022. Nhớ lại 38 ngày miệt mỏi khi Johnny Heap bị bao vây vào năm 2022, ông Alexander Lomako, người từng là phó thị trưởng thành phố này và hiện giữ chức thị trường, cho biết điều quan trọng là phải xây dựng hệ thống phòng thủ không chỉ ở tiền tuyến hiện tại mà còn ở các khu vực gần biên giới Nga. Ông nói vào thời điểm đó, chúng tôi gần như bị bao vây, mỗi ngày chúng tôi đều bị tấn công. Hiện nay, với việc quân đội Nga đang di chuyển và giới lãnh đạo cũng như chuyên gia Ukraine cảnh báo rằng Moscow có thể tìm cách tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè. Kiev đang nỗ lực nhanh chóng xây dựng hệ thống phòng thủ tốt hơn. Báo Ukrainska Pravda ngày 30 tháng 3 dẫn nguồn từ Senchenko, công ty sản xuất điện và nhiệt năng lớn ở miền Trung và miền Đông Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Nga vừa qua đã phá hủy toàn bộ khối nhà và các thiết bị phụ trợ của nhà máy bị hư hỏng. Một phần nhà máy bị phá hủy hoàn toàn, một phần bị hư hỏng nặng. Đến bây giờ, gạch đá đã được dọn sạch, song không thể tiếp cận hầu hết các thiết bị. Do đó, Ukraine không có cơ hội để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, nên cũng chưa thể có dự báo nào về thời gian hay số tiền cần thiết để sửa chữa. Bộ trưởng Năng lượng Herman Halutchenko đã đến thăm nhà máy nhiệt điện và hứa sẽ cung cấp nguồn tiền từ các nhà tài trợ dành cho ngành năng lượng. Trước đó, theo hãng tin AFP, một cuộc không kích của Nga đã làm hư hại hai đường dây cung cấp điện cho nhà máy điện Zaporizhia ở phía đông nam Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Glutchenko viết trên mạng xã hội Facebook rằng pháo kích của Nga đã đánh sập một trong những đường dây tải điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo hãng tin AFP, cơ sở năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu này đã rơi vào tay Nga từ những ngày đầu khi xung đột ở Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, nhà máy điện này vẫn được các đường dây truyền tải điện của Ukraine cung cấp năng lượng. Hãng năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom của Ukraine lên tiếng. Tình huống này là cực kỳ nguy hiểm và có nguy cơ gây ra một tình huống khẩn cấp. Trong trường hợp đường dây truyền tải điện cuối cùng bị cắt, hãng năng lượng Energoatom cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sẽ đứng trước nguy cơ của một đợt mất điện khác, vi phạm nghiêm trọng các điều kiện vận hành an toàn của nhà máy. Trong diễn biến khác, trả lời phỏng vấn trên Russia, Kinh truyền hình 24, trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, ông Konstantin Gavrilov cho biết mặt trận đang sụp đổ, và một số đại sứ quán nước ngoài được cho là yêu cầu người dân của họ rời khỏi khu vực Kharkov và Odessa. Theo nhà ngoại giao này, chiến thắng của Nga sẽ đạt được một cách rõ ràng vì điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhà ngoại giao này so sánh tình hình trên mặt trận với kính chắn gió của một chiếc ô tô bắt đầu nứt sau khi bị ném đá. Nó có thể giống với mặt trận, giống như kính với các vết nứt, mặt trận đang sụp đổ. Không phải ngẫu nhiên mà một số đại sứ quán ở Ukraine, tôi sẽ không nêu tên, khuyên công dân của họ rời khỏi vùng Kharkov và Odessa. Điều này thông tin đã được báo cáo. Trang tin Defense Express của Ukraine ngày 30 tháng 3 công bố hình ảnh mảnh vỡ tên lửa hành trình tầm xa KH-101 Nga, nói rằng quả đạn bị bắn hạ trong cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Kiev đêm 29 tháng 3. Trang tin này cho hay, đối phương tiếp tục hiện đại hóa tên lửa KH-101, trang bị cho nó đầu đạn nặng 800 kg, gần gấp đôi phiên bản nguyên gốc nặng 450 kg. Tuy nhiên, Họ không tăng lượng thuốc nổ một cách đơn thuần, mà đã sử dụng hai đầu đạn chiến đấu độc lập. Đây dường như là lần đầu nga triển khai biến thể Kh-101 mang đầu đạn kép để tấn công Ukraine. Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy đầu đạn cơ bản vẫn giữ nguyên, trong khi đầu đạn thứ hai được lắp những khối thép nhỏ hình lập phương. Thuốc nổ nhồi trong đầu đạn thứ hai có thể bắn những khối thép này ra khu vực rất rộng xung quanh điểm nổ, phá hủy hoặc gây hư hại nặng cho mục tiêu mềm không có vỏ giáp trên phạm vi lớn nhà sản xuất Nga đã thu nhỏ kích thước khoang nhiên liệu của tên lửa KH-101 để lấy chỗ lắp đầu nổ thứ hai. Điều này khiến tầm bay của nó bị suy giảm, nhưng vẫn có thể tấn công toàn bộ mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia Ukraine nhận định, ngay cả khi tên lửa phóng từ vùng trời tỉnh Saratov, nó vẫn thừa đủ tầm để liên tục cơ động và đổi hướng bay nhằm gây khó khăn cho lực lượng phòng không trước khi tập kích miền Tây Ukraine. Tên lửa hành trình KH-101 là vũ khí chủ lực của oanh tạc cơ chiến lược TU-95MS và TU-160. Mỗi quả đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với đầu dò quang điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua vệ tinh, có khả năng đánh trúng mục tiêu trong vòng tròn 5 mét. Vadim Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, hồi tháng 1 nói rằng tên lửa hành trình KH-101 Nga sử dụng gần đây khác hoàn toàn so với phiên bản triển khai hồi năm 2022. Chúng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử chủ động, mùi bẫy nhiệt và những thứ tương tự, ông nói. Trong khi đó, về phía Ukraine, theo các chuyên gia nhận định, Kiev đã đạt được bước ngoặt trong khả năng tác chiến điện tử sau khi phá hủy nhiều tên lửa của Nga. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết, nước này đã bắn hạ các tên lửa trên bằng cách sử dụng các biện pháp đối phó chủ động thông qua các phương tiện tác chiến điện tử. Đây là lần đầu tiên họ ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công tên lửa của Nga bằng cách làm xáo trộn hệ thống định vị của họ. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington nhận định, thông báo trên có lẽ phản ánh năng lực tác chiến điện tử của Ukraine vốn thường được cho là có thể vô hiệu hóa các UAV của nga chứ không phải các hệ thống tên lửa. Isvk đánh giá nga và ukraine đang trong một cuộc đua với việc moscow thử nghiệm nhiều cách kết hợp cũng như nhiều loại tên lửa và UAV để tìm kiếm lỗ hổng trong các hệ thống phòng không, trong khi ukraine đang nỗ lực để tăng cường khả năng bắn hạ UAV và tên lửa. Isvk nhận định chiến dịch tấn công của nga nhằm vào ukraine và sự thích nghi của kiev nhằm đối phó với các đòn tấn công mới của nga là một phần trong cuộc đua tấn công phòng thủ mang tính chiến thuật và công nghệ rộng hơn, giữa tấn công tầm xa và năng lực phòng không. Các đơn vị tác chiến điện tử sử dụng các tín hiệu để can thiệp vào các hệ thống định vị của UAV và tên lửa trong nỗ lực vô hiệu hóa hoặc khiến chúng đi chạch hướng. Nga từ lâu đã có một chương trình tác chiến điện tử phức tạp và đã tiến bộ hơn trong việc vô hiệu hóa các tên lửa công nghệ cao của Ukraina do phương Tây cung cấp, trong đó có tên lửa HIMARS. Tuy nhiên, Ukraina dường như đang bắt kịp khi sử dụng các đơn vị tác chiến điện tử với mức độ thành công ngày càng tăng trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công tăng cường của Nga. Lực lượng phòng không Ukraine gần đây đã bắn hạ tên lửa hành trình KH-101 cải tiến của Nga có đầu đạn kép. Được biết, phiên bản sửa đổi của tên lửa KH-101 nhận được một mô đun đầu đạn bổ sung. Tổng trọng lượng phân tác chiến của nó đã tăng từ 450 kg lên khoảng 800 kg. Đầu đạn thứ hai được trang bị sẵn các yếu tố tấn công dưới dạng mảnh thép hình khối nhằm tăng hiệu quả chiến đấu, chủ yếu là sát thương nhân lực. Nhiều khả năng, vị trí dành cho đầu đạn bổ sung đã được tạo ra bằng cách đánh đổi, đó là giảm thể tích của thùng nhiên liệu chính. Điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng nhiều đến tầm bắn của tên lửa hành trình, nhưng xét trên chiều dài lãnh thổ Ukraine, việc giảm tầm bắn không có ý nghĩa quan trọng. Tên lửa hành trình là loại vũ khí tự hành có dẫn đường và bay được qua khoảng cách lớn. Tên lửa loại này thường được phóng linh hoạt từ máy bay, tàu chiến hoặc từ mặt đất và mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau. Tên lửa chiến lược tầm xa KH-101 của quân đội Nga được tích hợp công nghệ tàng hình giúp nó lần tránh được radar phòng không của đối phương. Nó được trang bị hệ thống điều hướng bằng quán tính tiên tiến và công nghệ định vị vệ tinh hiện đại. Tên lửa KH-101 có khả năng bay xa tới hàng nghìn km. KH-101 được biên chế vào quân đội Nga năm 2013 và trở thành vũ khí nổi bật của lực lượng vũ trang này. Được biết, sự xuất hiện của loại tên lửa mới diễn ra sau một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hạng nặng vào các thành phố trên khắp Ukraine. Giới chức Kiev tiết lộ, trong cuộc tấn công quy mô lớn, Nga đã phóng ít nhất 90 tên lửa hành trình KH-101, KH-55 và KH-555. Gần đây, Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa mạnh mẽ vào các cơ sở trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của Ukraine, sử dụng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái. Trước đó, không quân Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy 58 trên 60 drone hết 136 hết 131 cùng 26 trên 39 tên lửa Nga, bao gồm tên lửa hành trình KH-101, KH-555, tên lửa dẫn đường KH-59, tên lửa hành trình Iskander-K. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết các cơ sở điện ở Dnipro, Poltava, Chekatsky đã bị nhắm đến trong cuộc tấn công. Theo nhà điều hành lý điện Ukraine -Go, các cuộc tấn công lớn trong đêm của Nga khiến các nhà máy nhiệt điện và thủy điện của Ukraine bị hư hại. Nga nhiều khả năng đã trang bị đầu dẫn radar mới và cải thiện khả năng kháng nhiễu của P-800 Onyx, mẫu tên lửa Ukraine từng thừa nhận không thể đánh chặn. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết tên lửa Onyx được phát triển cho nhiệm vụ chống hạm nhưng đã được trang bị đầu dò radar chủ động đời mới, mang đến khả năng tập kích mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Một nguồn tin khác cho biết thêm rằng nhà sản xuất đang nghiên cứu những phương án để giúp loại tên lửa này duy trì năng lực miễn nhiễm với các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. Nga từng nhiều lần tuyên bố triển khai hệ thống tên lửa bờ biển Bastion-P để khai hỏa Onyx tấn công những mục tiêu có giá trị cao của Ukraine. Các đòn tập kích bằng tên lửa Onyx dường như được tiến hành từ trận địa trên bán đảo Crimea. Quan chức không quân Ukraine năm ngoái thừa nhận lực lượng này không thể đánh chặn tên lửa Onyx do chúng có tốc độ cao và bay sát mặt biển khiến các tổ hợp phòng thủ rất khó phát hiện mục tiêu. Tên lửa P-800 Onyx có thể được phóng từ tàu mặt nước và tàu ngầm, có tầm hoạt động khoảng 300 km và di chuyển với tốc độ lên tới hơn 3.000 km một giờ. Nó thường được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Việc nâng cấp có thể tạo ra thách thức cho các lực lượng của Ukraine khi Kiev được cho là đối mặt với tình trạng thiếu thốn đạn dược. Hồi tháng 2 năm 2024, hai quan chức Mỹ nhận định với ABC News rằng điều này có thể trở thành thảm họa. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết tình hình sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn trong suốt mùa xuân và mùa hè. Vì vậy mà chúng ta đang bước vào một khoảng thời gian quan trọng gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề nghị vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Tận dụng tình hình này, Nga đang giành được thành quả tại khu vực Donetsk ở phía đông. Sau khi kiểm soát được Adivka vào tháng 2, các lực lượng của Moscow đã giành thêm một số ngôi làng trong khu vực, trong đó có Nevensky, Olivka, Krasnoy và Ivanivsky. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho biết, trong một phân tích rằng việc Ukraine thiếu đạn dược và các trang thiết bị khác có thể khiến tiền tuyến hiện đại của nước này trở nên mong manh hơn những gì mà các bước tiến tương đối chậm của Nga tại các khu vực khác cho thấy. ISV kép cho biết, ưu tiên của Ukraine đối với các khu vực bị những cuộc tấn công của Nga đe dọa mạnh mẽ nhất có thể tạo ra lỗ hổng ở những nơi khác mà các lực lượng của Moscow có thể khai thác để đạt được những tiến bộ bất ngờ và đáng ngạc nhiên nếu nguồn cung cho Kiev tiếp tục suy giảm. Việc Nga duy trì thế chủ động trên chiến trường đã làm tăng nguy cơ xảy ra những diễn biến như vậy bằng cách cho phép các chỉ huy quân sự Nga lựa chọn tăng hoặc giảm hoạt động ở bất kỳ đâu dọc chiến tuyến gần như theo ý muốn. Quan chức Ukraine tuyên bố các xuồng không người lái, Sea Baby và Mamai của nước này đã tấn công 11 tàu chiến Nga và cảnh báo sẽ có thêm những cuộc tập kích trong thời gian tới. Ông Vasyl Maliak, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SSU, phát biểu trên kênh truyền hình của Ukraine, hãy để người Nga chờ đợi vụ nổ tiếp theo. Nếu Nga thay đổi biện pháp phòng thủ chống lại xuồng không người lái, chúng tôi sẽ đi trước họ một bước. Ông Maliak nói thêm, mọi thứ đều đến đúng thời điểm, bạn sẽ thấy mọi thứ. Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin ông Maliak công bố. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 26 tháng 3 cho hay, lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa diệt hạm Neptune sản xuất nội địa để tấn công tàu đổ bộ Konstantin Onsansky. Nga tịch thu con tàu này cùng với phần lớn tài sản hải quân của Ukraine trong quá trình sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Theo người phát ngôn Hải quân Ukraine, Dmitro Pletenchuk, trong nhiều năm tàu Konstantin Onsansky đã neo đậu ở vịnh Sevastopol phía tây nam Crimea khi Nga tháo rỡ nó để lấy các bộ phận. Nhưng cuối cùng Moscow đã quyết định khôi phục con tàu vì họ đã hết tàu đổ bộ. Ông Pletenchuk cho rằng Nga đã lên kế hoạch sử dụng tàu đổ bộ Konstantin Onsansky để chống lại Ukraina. Báo Ukrainska Pravda cũng đưa tin, Ukraina đã quyết định tấn công con tàu này bằng tên lửa Neptune. Nó chắc chắn đã bị hư hại, dù thế nào đi nữa, nó cũng chưa thể sẵn sàng chiến đấu. R-360 Neptune là tên lửa hành trình tầm xa do Cục Thiết kế Lux có trụ sở tại Kiev thiết kế. Ukraina được cho là đang nghiên cứu phiên bản nâng cấp của tên lửa này. Ukraine từng tuyên bố sử dụng tên lửa Neptune để tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga, bao gồm cả tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moscow, xoáy hạm của Hạm đội Biển Đen. Trong khi đó, Nga tuyên bố xoáy hạm Moscow bị chìm sau vụ hỏa hoạn do kho đạn trên tàu phát nổ. Bên cạnh đó, Ukraine cũng xác nhận nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thành phố cảng Sevastopol, nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen, đánh trúng hai tàu đổ bộ lớp Ropucha là Yaman và Azub một trung tâm liên lạc hải quân và một số cơ sở hạ tầng khác. Các nhân chứng cho biết còi báo động không kích đã vang lên ở thành phố Sevastopol, nơi đặt trụ sở của hạm đội Biển Đen, cùng với việc phương tiện giao thông bị cấm đi lại trên cầu Krum. Trên kênh Telegram, ông Mikhail Rassoljev, lãnh đạo Sevastopol được nga bổ nhiệm cho biết, Ukraine đã bắn nhiều tên lửa vào thành phố này và lực lượng phòng thủ mặt đất đã bắn hạ hơn 10 tên lửa. Theo ông Rassoljev, đây là vụ tập kích lớn nhất trong thời gian gần đây của Ukraine nhằm vào Crimea. Trung tâm truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Stratcom đưa tin, tính đến đầu tháng 2 năm 2024, 33% tàu chiến của hạm đội Biển Đen đã bị vô hiệu hóa, bao gồm 24 tàu và một tàu ngầm. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR cho biết, khi kế hoạch của Ukraine chống lại hải quân Nga vẫn tiếp tục, Nước này đang tái triển khai hạm đội biển đen từ Crimea đến vùng Novorossi tương đối an toàn. Thông tin trên trang web của hạm đội biển đen cho hay tàu Iaman với 98 thành viên thủy thủ đoàn và tàu Azov với 87 thành viên thủy thủ đoàn thuộc lữ đoàn tàu đổ bộ số 197. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grand cho rằng kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine đang gây tổn thất lớn cho hạm đội biển đen của Moscow. Ukraine đã bù đắp cho việc thiếu lực lượng hải quân phù hợp bằng cách sử dụng tên lửa hành trình tầm xa, cụ thể là các biến thể Storm Shadow, SCAR-EG do phương Tây cung cấp, và các tàu không người lái tự sát được sản xuất trong nước để tấn công hạm đội biển đen. Đánh giá của tình báo quốc phòng Anh cho rằng, Nga đã thiệt hại 1 phần 3 hạm đội biển đen và buộc phải chuyển một số tàu chiến khỏi Crimea đến gần lục địa Nga hơn để tránh bị tổn thất. Nhu cầu vũ khí giả đã tăng lên khi quân đội Ukraine trên tiền tuyến đối mặt với các cuộc tấn công gia tăng của Nga và nguồn cung vũ khí ngày càng cạn kiệt. Mikhailo Roman, 32 tuổi, một kiến trúc sư sản xuất vũ khí giả từ ống thoát nước bằng ván ép, kim loại và nhựa, cho biết anh đã phải làm việc ngoài giờ trong những tháng gần đây. Roman và một nhóm tình nguyện viên đã chế tạo các mô hình bệ phóng tên lửa và súng pháo có kích thước thật, được thiết kế để đánh lửa Nga lãng phí đạn dược khi loại bỏ các mục tiêu giả Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Skiski cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhận chức vụ mới vào tháng trước rằng đối phương tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và súng cối dày đặc. Gần đây lợi thế của họ về đạn pháo được khai hỏa so với chúng tôi là tỷ lệ 6:1. Ông cũng cho biết các lực lượng của Ukraine đang học cách thích nghi cũng như phải giao tranh với số lượng đạn dược và binh lính hạn chế. Trong năm qua đội ngũ của Roman đã chế tạo được hơn 200 hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng Stutna giả và hai liệu pháo D-20 giả được triển khai khắp tiền tuyến của Ukraine từ Oriki ở phía nam tới Donetsk và Liman ở phía đông, cũng như Kharkiv và Sumy ở phía bắc. Bệ phóng tên lửa giả đầu tiên mất 2 tháng để thiết kế và có giá khoảng 3.000-4.000 Rivernia, tức 75-100 đô la Mỹ. Tuy nhiên sau đó, anh đã điều chỉnh quy trình sản xuất và giảm giá xuống chỉ còn 1.000 Rivernia cho một hệ thống vũ khí giả. Chúng chỉ là một khoản nhỏ so với chi phí ước tính gần 1.000 đô la Mỹ cho một quả đạn pháo của Nga. Anh cũng đang chế tạo lựu pháo D-20 giả, được trang bị đầy đủ bánh xe máy kéo để đối phó với địa hình lầy lội ở tiên tuyến. Ngoài ra, Roman cũng bắt đầu sản xuất thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink giả, tái tạo lại những chiếc đĩa trắng mà Kiev dựa vào để kết nối Internet nhằm tiến hành các cuộc tấn công UAV chống lại hạm đội biển đen của Nga. Trong năm qua, các thiết kế của Roman đã tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang giả, trong đó các lực lượng Nga càng phát triển ra các bản thiết kế của Anh tốt hơn, thì các thiết kế này càng trở nên tiên tiến hơn. Bên cạnh đó, Ukraine cũng tiếp tục nâng cấp chiến thuật mồi nhử khi chế tạo các hệ thống radar và tên lửa giả trông như thật. Kiev thậm chí có thể đã đánh lửa Nga, lãng phí tên lửa đắt đỏ của mình để phá hủy hệ thống phòng không giả. Các đoạn video và hình ảnh cho thấy Ukraine đã chế tạo các mô hình giả mạo trông như thật của hệ thống radar ANMPQ-64 Sentinel và hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung iris -T. Hệ thống ANMPQ-64 giả có các bộ phận có thể chuyển động cơ học, một chi tiết ấn tượng giúp nó trông giống như một radar thật. Trong khi đó, mô hình iris -T có bệ phóng trông như thật và có thể nâng lên, tạo cảm giác như một hệ thống phòng thủ tên lửa thực thụ. Khi đoạn phim về các mồi nhử được chia sẻ trên các kênh Telegram của Nga, cũng xuất hiện báo cáo về các đợt tấn công thành công của Nga vào hệ thống phòng không của Ukraine. Theo đó, cả Nga và Ukraine đều sử dụng mồi nhử và chiến thuật đánh lừa trong suốt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2 năm 2022 đến nay. Trước đó, Nga cũng đã vẽ máy bay chiến đấu giả tại một trong các căn cứ không quân của nước này nhằm đánh lừa Ukraine. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Moscow vẽ máy bay chiến đấu giả và các nhà phân tích cho rằng đây là một nỗ lực đánh lừa các máy bay không người lái drone của Ukraine cũng như gây nhầm lẫn cho lực lượng này. Theo hình ảnh vệ tinh, có hai máy bay chiến đấu phủ màu trắng, không giống màu xanh và xám của các máy bay khác, trong khi chiếc thứ ba có màu sơn giống máy bay thật ở căn cứ. Điểm chung của cả ba chiếc máy bay đáng nghi này là đều không có bóng đổ. Bằng cách vẽ các máy bay chiến đấu giả, Nga cũng đang cố gắng che giấu số lượng máy bay có mặt tại một căn cứ quân sự. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã lên tiếng về khả năng xảy ra xung đột ở Transnistria, vùng mà cách đây không lâu đã lên tiếng cầu viện Moscow. Điều đó làm nổi bật khả năng Moscow sẽ gia tăng phạm vi ảnh hưởng thông qua các vùng ly khai, từ đó tác động lớn tới cuộc chiến ở Ukraine. Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Moldova tại Moscow và tuyên bố rằng một quan chức tại đại sứ quán Moldova không được Moscow chào đón. Nói cách khác, người này bị trục xuất khỏi Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hành động này nhằm đáp trả việc Moldova, quốc gia giáp danh Ukraine, trục xuất một nhà ngoại giao Nga sau khi Moscow mở các điểm bầu cử tổng thống Nga tại vùng ly khai Chanistia, nơi hồi tháng 2 vừa qua đã tổ chức đại hội đại biểu, trong đó kêu gọi Nga có các biện pháp bảo vệ vùng này trước sức ép ngày một tăng từ chính quyền Moldova. Kể từ khi Chanitschia chính thức cầu viện Nga, đã có nhiều suy đoán về việc Moscow có thể sẽ tiến hành phương án quân sự để bảo vệ vùng này. Trong thời gian qua, truyền thông Nga và Chanitschia nhiều lần đưa tin về việc Ukraine có thể liên hợp cùng Moldova phát động một hành động quân sự nhằm vào Chanitschia để bù đắp cho những thất bại trong chiến dịch phản công trước Nga. Khi trả lời phỏng vấn tờ Ivestia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không ngoại trừ khả năng Moldova đang tìm kiếm giải pháp quân sự cho vấn đề Transnistria. Chính quyền kishino hiện đã từ chối các đề xuất đàm phán hòa bình Transnistria theo định dạng 5 cộng 2, trong đó 5 là các bên quốc tế tham gia đàm phán, bao gồm OSCE, Nga, Ukraine, đại diện Liên minh châu Âu và Mỹ. Tổng thống Moldova Mai Sandu nói rằng họ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên minh châu Âu mà không có Transnistria. Theo Ngoại trưởng Nga, đây sẽ là quyết định liều lĩnh đối với giới lãnh đạo Moldova. Đề cập về quan hệ nga moldova ông Lavrov nhấn mạnh rằng bà Sandu đã đặt ra một lộ trình để phá vỡ mối quan hệ đó. Các nhà phân tích đã đặt ra khả năng Chanitschia sẽ gia nhập Liên bang Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở tại Washington nhận định, Chanitschia có thể sẽ sớm đề nghị được sắp nhập vào Nga. ISVK cho hay, các nhà lãnh đạo Chanitschia có thể giải thích cho việc gia nhập Nga bằng lý do về nhu cầu bảo vệ công dân Nga và đồng bào ở Chanitschia khỏi các mối đe dọa từ Moldova, NATO hoặc cả hai. Kịch bản nghiêm trọng nhất từng được phương Tây đưa ra vào tháng 2. Trong đó dự đoán Tổng thống Vladimir Putin có thể tuyên bố sáp nhập Transnistria vào Nga ngay trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 29 tháng 2, dù trên thực tế điều đó đã không xảy ra. Trước đó, Reuters đưa tin Nam Ossetia, vùng ly khai của Cộng hòa Georgia, một quốc gia liên lục địa nằm tại điểm nối Đông Âu và Tây Á, đang trong quá trình thảo luận với các quan chức Moscow về việc sáp nhập vào Nga. Theo hãng thông tấn RBC của Nga, Moscow cho biết sẽ xem xét cụ thể các đề xuất của Nam Ossetia. Moscow đã công nhận Nam Ossetia và Abkhazia, một khu vực ly khai khác của Georgia, là các quốc gia độc lập sau khi quân đội Nga đẩy lùi nỗ lực của lực lượng vũ trang Georgia nhằm giành lại quyền kiểm soát Nam Ossetia trong cuộc chiến kéo dài 5 ngày năm 2008. Kể từ đó, Nga đã cung cấp hỗ trợ tài chính, triển khai quân thường trực tại Nam Ossetia cấp quốc tịch Nga và nhiều lợi ích khác cho khoảng 55.000 cư dân trong khu vực. Những trận chiến ở Ukraine không có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của Nam Ossetia. Tuy nhiên, với vị trí địa lý chiến lược, việc Nam Ossetia sáp nhập vào Nga sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới cuộc xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, Nam Ossetia là một bộ phận quan trọng củng cố khả năng tiếp cận của Moscow và khu vực Biển Đen, từ đó gây bất lợi cho Kiev trong cuộc chiến hiện nay. Theo nhà khoa học chính trị người Mỹ Connor Eccles viết trên tờ Responsible Statecraft, tần suất ngày càng tăng của những lời lẽ hiếu chiến và các kế hoạch diều hâu mới nổi của phương Tây đối với cuộc xung đột Ukraine có nguy cơ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của sự thù địch. Vị chuyên gia cho rằng sự thiếu kiềm chế của Pháp và Ba Lan là bằng chứng mới nhất cho thấy các nhà lãnh đạo châu Âu lo sợ làm xấu đi vị thế trên chiến trường của lực lượng vũ trang Ukraine và tức giận trước sự táo bạo của Nga đang bắt đầu đóng vai trò trực tiếp hơn trong việc phá vỡ tình trạng bế tắc. Nhà khoa học Ekons nhận xét trong bài viết trên chuyên mục của mình rằng những điều này đã cho thấy phương Tây đã buộc phải đi đến một kết luận khó khăn là cửa sổ quyết định đang đóng lại nhanh chóng và họ phải thừa nhận rằng chính quyền Kiev đã bắt đầu mất đi lợi thế trên chiến trường. Sau 3 năm xung đột ở Ukraine, Mục tiêu chính của Kiev là quay trở lại ít nhất là đường biên giới năm 2022, dường như ngày càng khó trở thành hiện thực. Khi cơ hội thành công của Ukraine suy giảm, phương Tây đứng trước ba lựa chọn mà cả ba với họ đều rất tồi. Một là cố gắng tăng gấp đôi chiến lược quân sự đang thất bại, hai là đẩy Kiev vào những nhượng bộ khó khăn trên bàn đàm phán, ba là trực tiếp tham gia xung đột thay cho Ukraine Hiện nay, Mỹ đang phải hối hả đi tìm nguồn viện trợ cho Ukraine khi gói viện trợ mới nhất đang bị chặn lại ở Quốc hội. Trong khi đó, những đồng minh châu Âu cũng đang gặp nhiều khó khăn nội tại. Người dân các nước này cũng không hào hứng trước viễn cảnh tiền thuế của họ được rót cho Kiev. Những dự báo ảm đạm này khiến tình hình Ukraine trở nên tồi tệ hơn bởi chúng gây ra thiệt hại ngay lập tức khi vừa nhắc đến. Đó là lý do tại sao việc trốn quân dịch đã tăng tốc vì không người ukraine nào muốn thiệt mạng mà không có cơ hội chiến thắng hay sống sót cho đến nay có một viễn cảnh với kết cục không rõ ràng xuất hiện đó là nato và nga đang tiến gần hơn một bước tới sự đối đầu quân sự theo đó các hoạt động của nato ở đông âu và khu vực biển đen cho thấy liên minh này có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với nga thông tin này được tân hoa xã dẫn từ bộ ngoại giao nga khi trích dẫn các hoạt động quân sự hóa ở đông âu bộ ngoại giao nga nhận định bản chất các hoạt động như vậy của các thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là thách thức làm trầm trọng thêm căng thẳng quân sự dọc theo biên giới của chúng tôi và tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Tất cả điều này nhằm chuẩn bị cho các đồng minh của khối về một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Bình luận nêu trên được đưa ra giữa lúc có thông tin Rumani, một thành viên NATO, thông báo kế hoạch đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa căn cứ không quân Mihail Kogan gần thành phố Constanta, phía nam Rumani. Căn cứ không quân Mihail Kogan sẽ mở rộng thành một thị trấn quân sự có diện tích gần 3.000 hecta có thể tiếp nhận 10.000 quân nhân NATO cùng gia đình của họ. Tân Hoa xã đưa tin hoạt động xây dựng đã bắt đầu ở khu vực phía nam của thị trấn quân sự tương lai. Khi được hỏi về phản ứng của Mỹ trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và các nhà máy lọc dầu ở Nga trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post Mỹ, Tổng thống Zelensky nói, phản ứng của Mỹ không tích cực về vấn đề này. Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của riêng mình, nên không ai có thể nói với chúng tôi rằng chúng tôi không thể. Theo Washington Post, Mỹ không thể hạn chế việc Ukraine triển khai vũ khí tự sản xuất hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự vào các cơ sở năng lượng ở Nga. Ông Zelensky cũng nhận thấy Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga để đáp trả, với hy vọng tạo ra một khả năng gian đe. Tổng thống Zelensky cho biết Kiev có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine bằng cách buộc Moscow phải chịu tổn thất tương tự, và khi Nga dừng các hành động này, Ukraine sẽ dừng lại. Sở dĩ mối lo ngại của Washington rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa vào ngành năng lượng Ukraine đã thành hiện thực. Trước đó, một triệu người bị mất điện trên khắp Ukraine sau khi tên lửa của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko thông báo, Mặt khác khi bình luận về tình hình ở vùng chiến sự, ông Zelensky cũng thừa nhận tình trạng thiếu đạn dược, cho rằng nếu cần 8.000 viên đạn pháo mỗi ngày để phòng thủ ở tiền tuyến thì Ukraine chỉ có 2.000 viên đạn. Vì vậy, theo Tổng thống Ukraine, giải pháp duy nhất là thu hẹp chiến tuyến, vì nếu vỡ trận, các lực lượng Nga có thể tiến tới các thành phố lớn. Vừa qua, Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái UAV, tên lửa và bom chính xác để vượt qua phòng tuyến của Ukraine, đánh vào cơ sở năng lượng và các cơ sở thiết yếu khác. Ông Zelensky cho rằng trước tình thế đó, Ukraine không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga nhằm tạo sự gian đe. Tổng thống Ukraine gần đây đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Quốc hội Mỹ. Hãy cho Ukraine vũ khí để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Nếu không, Ukraine sẽ gia tăng các cuộc phản kích vào sân bay, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu chiến lược khác của đối phương. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden thận trọng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là do ông ấy thận trọng về nguy cơ xung đột hạt nhân với Nga. Tiếp đó, ông Zelensky cho biết dù Tổng thống Nga Putin sẽ không mạo hiểm sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng ông ấy vẫn là một nhà lãnh đạo không thể dự đoán được. Không ai trên thế giới nói chắc 100% ông Putin sẽ làm gì. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng trước đây Tổng thống Mỹ Obama đã không kiên quyết với ông Putin khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014. Ngoài ra, ông Zelensky nói châu Âu khi ấy muốn yên ổn ở biên giới và muốn duy trì thương mại lớn với Nga. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng ông sẵn sàng cho phép ông Biden đưa quân Mỹ vào lãnh thổ Ukraine để ngăn chặn Nga đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ngày 24 tháng 2 năm 2023, thời điểm tròn một năm xung đột Nga-Ukraine, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, bảo vệ nhà máy hạt nhân và ngưng các biện pháp trừng phạt. Trả lời phỏng vấn tờ Ivestia của Nga ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc cho xung đột dựa trên tình hình thực tế, chứ không vô nghĩa như công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong khi đó, công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Zelensky đề xuất chủ yếu tập trung vào việc kêu gọi Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục biên giới của Ukraine bao gồm bán đảo Crimea. Theo ông Lavrov, trái ngược với công thức của ông Zelensky kế hoạch của Trung Quốc dựa trên phân tích nguyên nhân của những gì đang xảy ra. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng đàm phán trong mọi trường hợp, miễn là không tính đến công thức hòa bình của ông Zelensky. Tổng thống Zelensky trước đó liên tục bác bỏ mọi quan điểm đàm phán với Nga trên bất kỳ cơ sở nào khác, ngoài kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất. Cuối năm 2022, sau khi Nga sắp nhập 4 tỉnh của Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia Tổng thống Zelensky đã ký xác lệnh cấm mọi đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đã đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó có điều kiện yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, bồi thường chiến tranh, khôi phục đường lãnh thổ năm 1991 của Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Moscow nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev, nhưng với điều kiện Ukraine phải chấp nhận tình hình thực tế. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmitro Kuleba gợi ý, Kiev có thể đàm phán với Moscow sau hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận những quy tắc do người khác áp đặt. Cùng với đó về phía Nga, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova hồi trước đó cho biết, Nga sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai, ngay cả khi được mời, lập luận rằng nó sẽ thúc đẩy công thức hòa bình của ông Zelensky, điều Moscow coi là tối hậu thư. Bà cũng cho rằng, hội nghị sắp tới sẽ tiếp nối những hội nghị trước đó ở Đan Mạch vốn mất uy tín ngay từ đầu và bị cho là đang đi vào bế tắc. Ngoài ra, bà Zakharova nhấn mạnh, Thụy Sĩ không phải là thành viên Liên minh châu Âu EU hay tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, quốc gia vốn có vị thế trung lập lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU. Vào năm 2022, Moscow thông qua danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có hành động thiếu thiện trí với Nga và Thụy Sĩ đã bị liệt kê vào danh sách này. Quý vị, Pháp đã cung cấp hàng trăm xe bọc thép chở quân VAB và tên lửa phòng không cho Ukraine. Đây là một phần gói viện trợ mới của Pháp dành cho Ukraine. Theo hãng tin AFP, Pháp đang loại bỏ dần đội xe VAB, một số đã lớn hơn 40 năm tuổi, bằng xe bọc thép Griffon mới. Vừa qua, Pháp đã cung cấp hàng trăm xe bọc thép chở quân VAB và tên lửa phòng không cho Ukraine. Đây là một phần gói viện trợ mới của Pháp dành cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Cognou cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ La Tribune ngày 30 tháng 3 rằng để duy trì chiến tuyến rộng lớn, quân đội Ukraine cần VAB của chúng tôi. Theo hãng tin AFP, Pháp đang loại bỏ dần đội xe VAB, một số đã hơn 40 năm tuổi, bằng xe bọc thép Griffon mới. Pháp cũng cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không Aster 30 dùng với bệ phóng Sam T tương tự hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ. Chính phủ Pháp đang thúc đẩy các công ty quốc phòng tăng cường sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này và đảm bảo tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Vào tháng trước, Pháp đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine, cam kết hỗ trợ dài hạn cả về quân sự và dân sự dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong đó đáng chú ý, Pháp sẽ nâng số tiền viện trợ quân sự cho Ukraine lên 3 tỷ euro trong năm 2024. Pháp khẳng định sẽ hỗ trợ Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu EU và tăng cường khả năng tương tác với NATO, nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập NATO trong tương lai sẽ góp phần hữu ích đối với hòa bình và sự ổn định của châu Âu. Tuy nhiên, theo Le Monde, cam kết ủng hộ Ukraine đang trở thành gánh nặng đối với chính quyền của Tổng thống Pháp Macron cả về chính trị lẫn ngân sách. Trong năm tài khóa 2024, chính phủ Pháp phải cắt giảm ít nhất 10 tỷ euro, khoảng 10,8 tỷ đô la Mỹ, khi thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới 144,5 tỷ euro, khoảng 156 tỷ đô la Mỹ, và dự báo tăng trưởng kinh tế Pháp trong năm nay xuống chỉ còn 1%. Tờ Le Monde nói thêm, các nhà lập pháp thuộc đảng phục hưng cầm quyền của ông Macron cho biết, họ thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi từ cử tri, những người không thể hiểu làm thế nào chính phủ có thể cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong khi lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong nước. Tờ Le Monde cho rằng, để thực hiện lời hứa với Kiev, chính quyền ở Paris sẽ phải biến hóa sổ sách, chẳng hạn như khoản đóng góp 900 triệu euro của Pháp cho cơ sở hòa bình châu Âu, một quỹ của Liên minh châu Âu EU để hỗ trợ Ukraine. Một lựa chọn khác có thể là tăng giá trị các thiết bị được viện trợ cho chính phủ Ukraine. Ở diễn biến khác, Kiev cho biết gần đây Moscow liên tục dùng tên lửa và UAV cảm tử trong đòn tập kích lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, gây mất điện diện rộng. Người đứng đầu công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, Itech, cho biết 5 trong số 6 nhà máy của họ đã bị hư hại hoặc bị phá hủy, với 80% công suất phát điện sau 2 tuần bị Nga tấn công, và việc sửa chữa có thể mất tới 18 tháng. Theo giám đốc điều hành Itech, ông Dmitro Sakharov, đợt tấn công từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nhiệt điện và thủy điện ở hầu hết các khu vực và các cơ sở phân phối của họ đã bị phá hủy. Ông Sakharuk cho biết, Ditech đã chịu khoản lỗ lên tới 300 triệu đô la Mỹ chỉ riêng về thiết bị, trong khi chi phí lao động thiệt hại cao gấp đôi. Ông nói thêm, chúng tôi xác định 80% công suất phát điện đã mất. Ditech đã chi 110 triệu đô la Mỹ để khôi phục 10 tổ máy bị Nga tấn công vào năm ngoái và 2 phần 3 trong số đó hiện đã bị phá hủy trở lại. Công tác sửa chữa sẽ mất nhiều tháng, một số trường hợp có thể kéo dài đến một năm rưỡi. Bài viết số tháng 3 năm 2024 của tạp chí Wall Street Journal, WSJ cho hay, một cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm máy bay đã bùng nổ mạnh mẽ sau khi Điện Kremlin phát lệnh tịch thu hơn 40 máy bay với tổng trị giá lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Số máy bay này chủ yếu thuộc thương hiệu Airbus và Boeing, vốn được các hãng hàng không Nga và nước ngoài thuê nhưng đã bị mắc kẹt lại ở Nga sau khi Moscow phát động hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine. Phụ trách chúng là các công ty bảo hiểm của cả Nga và phương Tây, trong đó có những gã khổng lồ như American International Group, Chubb và Swyre. Các luật sư vẫn đang tranh cãi về những câu hỏi cơ bản nhất về việc ai sẽ phải trả tiền, liệu có cơ hội nào để những chiếc máy bay có thể được trả lại cho chủ nhân của chúng không. Những chiếc máy bay bị hãng hàng không Nga đánh cắp hay bị nhà nước tịch thu? Có phải máy bay được bảo dưỡng kém hoặc bị hư hỏng nặng đến mức vô giá trị? Nguồn cơn của cuộc tranh chấp này xuất phát từ những ngày đầu hỗn loạn của cuộc xung đột Ukraina. Trong khi đó, theo RIA Novosti, trong một thống kê đưa vào tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev cho biết tính tới tháng 3 năm 2022, tức là chưa đầy một tháng sau khi Nga phát động hoạt động quân sự ở Ukraine, gần 800 máy bay vốn thuê nước ngoài đã được chuyển vào sổ đăng ký quốc gia của Nga, một con số lớn hơn gấp đôi so với những gì WSG đề cập. Ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép các hãng hàng không đứng ra đăng ký máy bay đi thuê từ các công ty nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng bay Nga có thể thu giữ máy bay thuê từ nước ngoài và sử dụng chúng cho chặng nội địa. Ông Savilev nói, đề cập tới đòn trả đũa của Moscow sau khi Nga mất 76 máy bay chở khách do các lệnh trừng phạt của phương Tây. "Chúng tôi đã lấy lại tài sản của bên khác." Ông Savilev thừa nhận, ở thời điểm đó, Nga ban đầu đã bất ngờ mất cảnh giác. Sau khi tiến hành thu giữ các máy bay của nước ngoài và cho phép các hãng hàng không đứng ra đăng ký tại Nga, Moscow phải đối mặt với một vấn đề nan dài. Hầu hết các máy bay đều có đăng ký kép trong khi đây là điều bị cấm theo Công ước Chicago hay Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế. Vì vậy, nước này cần áp dụng chiến thuật khác để sở hữu số máy bay nước ngoài một cách hợp pháp. Một trong những giải pháp được đưa ra là thỏa thuận hòa giải đến từ các công ty bảo hiểm. Mặt khác, sau khi xung đột nổ ra, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài. Nga mới đây cho biết sẽ trả đũa việc Liên minh châu Âu EU đề xuất sử dụng tiền lãi từ số tài sản bị đóng băng này họ cảnh báo châu Âu sẽ phải nhận các hậu quả nghiêm trọng. Ian Massey, phụ trách khu vực châu Âu, châu Phi và Trung Đông tại hãng tư vấn rủi ro toàn cầu SRM cho biết, không có tài sản nào của phương Tây ở Nga được coi là an toàn khi xung đột còn tiếp diễn. Đến nay, Moscow cũng đã tiếp quản tạm thời nhiều tài sản của doanh nghiệp phương Tây như Fortum, Kasberg và Juniper. Hãng thông tấn Nga RIA tính toán nếu Nga trả đũa, phương Tây có thể thiệt hại ít nhất 288 tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản và đầu tư. Con số này dựa trên dữ liệu cho thấy vốn đầu tư trực tiếp của EU, G7, Australia và Thụy Sĩ vào Nga cuối năm 2022 là 288 tỷ đô la Mỹ. Hồi tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin từng tuyên bố có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao nếu Washington và đồng minh tịch thu các tài sản Nga đang bị phong tỏa ở phương Tây. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi truyền thông bị đưa tin Nhà Trắng đã âm thầm thúc đẩy nỗ lực tịch thu các tài sản của Nga đang bị đóng băng ở phương Tây, với tổng trị giá lên tới 300 tỷ đô la Mỹ nhằm duy trì hỗ trợ dành cho Ukraina trong cuộc xung đột đến nay đã kéo dài gần 2 năm. Chương trình xin được phép tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những chiến lược của riêng mình trên cuộc đua trở lại Nhà trắng trong năm nay, mặc cho những lùm xùm pháp lý và các phát ngôn vạ miệng đang bủa vây. Những lùm xùm pháp lý, các phát ngôn vạ miệng và hàng loạt cuộc tấn công trên phương diện truyền thông của đối thủ tranh cử tổng thống dường như đang kìm chân ông Donald Trump trên đường đua năm nay. Nhưng những điều này chưa đủ để cựu Tổng thống Mỹ từ bỏ mục tiêu Nhà Trắng. Giới chuyên gia nhận định ông Trump có ba chiến lược rất rõ ràng. Đầu tiên, tiếp tục là kẻ nổi loạn. Trong khi ông Joe Biden chưa từng đi chạch khỏi con đường tranh cử truyền thống và nỗ lực hàn gắn những dạn nứt trong chính quyền của ông với giới trẻ, cử tri da đen và các đảng viên đảng Dân Chủ đang bất mãn thì ông Trump vẫn luôn là một kẻ nổi loạn. Nhiều hơn một lần, truyền thông chứng kiến những phát ngôn gây sốc hay những hành động đi ngược lại với kiểu chính trị gia truyền thống, cựu tổng thống Trump tự gọi mình là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ chính trị, công khai phản đối công tố viên New York Alvin Bragg vì đã đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại ông. Ông Trump nói với những người ủng hộ tập trung tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida hồi đầu tháng 3 năm 2024 rằng, tội duy nhất mà tôi đã phạm phải là giúp đảm bảo vệ quốc gia của chúng ta chống lại những kẻ đang tìm cách phá hủy nó cựu Tổng thống Donald Trump luôn được xem là chính trị gia đặc biệt. Việc ông từ chối tuân theo các quy tắc thông thường của một chiến dịch tranh cử kiểu mẫu đã thu hút sự ủng hộ của một lượng lớn cử tri, những người mong muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, make America great again. Trong một nghiên cứu xã hội do The Economist thực hiện, vẫn có 43% cử tri dành sự ủng hộ cho ông Donald Trump, trong khi đối với ông Joe Biden là 42%. Thứ hai là làm mọi thứ để cải thiện tình hình tài chính những lùm xùm về mặt pháp lý với bốn cáo buộc hình sự và một vụ án dân sự đang khiến ông Trump nợ ngập đầu. Vừa qua, tòa phúc thẩm đã giảm 68% số tiền bảo lãnh ông cần nộp xuống còn 175 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số này vẫn khá lớn đối với tình hình tài chính của ông Trump hiện thời. Vốn xuất thân là một doanh nhân, ông Trump đang làm mọi cách để cải thiện tình hình tài chính của mình. Theo AP, Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách gây quỹ vượt qua Tổng thống Joe Biden vào tuần tới nhằm thu về hơn 33 triệu đô la Mỹ. Được biết, cựu Tổng thống sẽ mời các nhà tài trợ tới câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông tại Palm Beach, Florida để tham dự buổi gây quỹ do tỷ phú quỹ phòng hộ New York John Paulson tổ chức. Buổi gây quỹ dự kiến sẽ có sự góp mặt của ông chùm song bạc Steve Wynn và tỷ phú bán lẻ New York John Cassimetidis. Mỗi khách mời được yêu cầu đóng góp 814.600 đô la Mỹ một người với tư cách là thủ lĩnh tài trợ hoặc 250.000 đô la Mỹ một người. Bất chấp tốc độ gây quỹ hiện nay, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ đã chuyên nghiệp hơn nhiều so với thời điểm ông mới bắt đầu vào 4 năm trước. Đội ngũ tranh cử của ông cũng đã tiếp quản Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa nhằm tìm thêm nguồn lực để tài trợ cho các hoạt động pháp lý cũng như chi trả cho các sự kiện tranh cử sắp tới. Cuối cùng là tái xuất trước công chúng sau một thời gian dài được cho là ở ẩn trong các câu lạc bộ đồng quê, ông Trump chắc chắn sẽ tăng tốc khi cuộc bầu cử vào tháng 11 đến gần để thu hút cử tri của mình đi bỏ phiếu. Vừa qua, ông đã tới New York để dự lễ tưởng niệm một sĩ quan cảnh sát hy sinh ở Long Island. Ông Trump cho rằng đây là một sự kiện đáng buồn, đồng thời đưa ra thông điệp đánh thẳng vào cách điều hành của Tổng thống đương nhiệm. Ông Trump nói với giọng đầy ẩn ý, miêu tả nước Mỹ dưới thời ông Biden như một quốc gia bất ổn về an ninh khác xa giai đoạn 4 năm trước. Nhưng sự ra đi xảy ra quá thường xuyên, chúng ta phải quay trở lại với luật pháp và trật tự. Đội ngũ vận động tranh cử của ông sẽ tổ chức các cuộc vận động chính trị vào tuần tới tại Grand Rapids, Michigan và Green Bay, Wisconsin. Theo nhiều chuyên gia dự báo, đây sẽ là vấn đề trọng tâm được cho là sẽ định hình kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ năm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa bắt đầu một chương trình quảng cáo truyền hình nhắm vào các cử tri ủng hộ bà Nikki Haley từng là đối thủ của cựu tổng thống Donald Trump trong Đảng Cộng hòa. Quảng cáo trên cho thấy ông Trump liên tục chế nhạo bà Haley và nói với một phóng viên rằng ông có thể giành chiến thắng mà không cần săn đón những người ủng hộ bà Haley. Ông Trump được nghe nói trong đoạn video quảng cáo 30 giây. Bà ấy điên rồi, bà ấy là một người rất hay nổi giận. Quảng cáo này được xem kẽ với các bài đăng trên mạng xã hội, trong đó ông Trump tuyên bố ông sẽ không chấp nhận những người ủng hộ bà Haley. Trong khi đó ông Biden đã đăng video trên lên mạng xã hội cùng với chú thích những cử tri ủng hộ bà Nikki Haley Ông Donald Trump không muốn lá phiếu của quý vị. Tôi muốn nói rõ, có một vị trí dành cho quý vị trong chiến dịch tranh cử của tôi. Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Trump thường xuyên công kích nhau. Trước thềm cuộc tái đấu vào tháng 11, ông Biden chỉ trích đối thủ đảng Cộng Hòa về những phát biểu liên quan người nhập cư và nhấn mạnh nỗ lực lần ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 của ông Trump đã dẫn đến cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29 tháng 3 cũng đang trên mạng xã hội chốt social video được quay ở Long Island bang New York một ngày trước đó khi ông tới dự đám tang của một cảnh sát bị bắn thiệt mạng khi dừng phương tiện vi phạm giao thông. Video cho thấy chiếc xe bán tải chạy trên đường có dòng chữ Trump 2024 cùng những lá cờ với nội dung ủng hộ cảnh sát. Đôi xe vẽ hình ảnh Tổng thống Joe Biden trong tư thế năm bị trói tay chân. Chiến dịch tranh cử của ông Biden chỉ trích video kích động hành vi gây tổn thất về thể chất đối với ông Trump. Ở diễn biến khác, theo giới quan sát, ông Trump đang tích cực triển khai các dự án bán hàng hơn trong lúc cần thêm nguồn tiền để giải quyết chi phí pháp lý vốn trở thành gánh nặng tài chính lớn với cựu tổng thống. Trang web của ông Trump đã mở bán 1.000 đôi giày vàng anh kim, trong đó ít nhất 10 đôi có chữ ký của ông và nhanh chóng cháy hàng trong vài giờ. Trang web cũng chào bán hai sản phẩm nước hoa Victory chiến thắng giá 99 đô la Mỹ một lọ. Ông Trump cũng lại giao bán trên nền tảng chất social bản kinh thánh được đóng kèm bản sao hiến pháp và tuyên ngôn độc lập Mỹ với giá 59,99 đô la Mỹ nhân dịp lễ phục sinh. Đây chỉ là vài sản phẩm trong danh mục mặt hàng phong phú mang thương hiệu Trump mà cựu Tổng thống Mỹ chào bán trong thời gian tranh cử, bởi ông còn bán từ biết Tết đến nền thâm. Giáo sư Lawrence Lessig đến từ Đại học luật Harvard nhận định đây là hoạt động khác thường và chưa có tiền lệ trong lịch sử Mỹ khi một ứng viên Tổng thống gần như trộn lẫn giữa hoạt động kinh doanh với nỗ lực tranh cử. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, Israel được cho là đang thúc đẩy kế hoạch thành lập lực lượng quân sự của ba quốc gia Ả Rập nhằm đảm bảo cung cấp viện trợ cho người dân ở giải Gaza của Palestine. Israel đang thúc đẩy việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế để bảo vệ giải Gaza giả và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại đây. Nhiều cơ quan truyền thông do Thái đồng loạt đưa tin cho thấy có khả năng xảy ra một vụ do gì thông tin được dàn dựng. Các báo cáo từ giới truyền thông Israel cho biết, Tel Aviv đã nhất trí và đang nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng một lực lượng hòa bình được đề xuất biên chế bởi quân đội từ ba quốc gia Ả Rập giàu tên đang có quan hệ tốt với Israel, có nhiệm vụ bảo vệ các đoàn xe viện trợ khỏi bị cướp bóc cũng như bảo vệ bến tàu viện trợ do mỹ xây dựng ngoài khơi giải gaza dự kiến sẽ sẵn sàng trong khoảng một tháng ban đầu các đồng minh ả rập của mỹ không sẵn sàng tham gia kế hoạch gìn giữ hòa bình này vì họ đã nhiều lần khẳng định rằng sẽ không tham gia quản lý gaza sau cuộc xung đột tuy nhiên tất cả các báo cáo gần đây đều cho biết bộ trưởng quốc phòng joab galan đã thông báo cho thủ tướng benjamin netanyahu rằng ông đã đạt được tiến bộ về vấn đề này trong chuyến thăm washington hồi đầu tuần các báo cáo cho biết ý tưởng này được chính quyền của ông joe biden ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ bao gồm quân đội từ ba quốc gia ả rập giấu tên khác nhau nhưng không phải là đồng minh ả rập xê út hay qatar quốc gia là người bảo trợ lâu năm của hamas một trong những trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán về con tin để đình chiến một số báo cáo cho rằng ai cập và uae là hai trong số các quốc gia trong nhóm nòng cốt của liên quân ả rập và quốc gia thứ ba cũng có hiệp ước hòa bình với israel lực lượng này sẽ do mỹ thống nhất quản lý nhưng điều đặc biệt là không có lực lượng của mỹ trực tiếp tham gia Inet đưa tin tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa mỹ và các quốc gia ả rập dầu tên là kết quả của các chuyến thăm của quan chức quốc phòng israel tới các quốc gia đó và đàm phán với chính phủ mỹ và sencom bộ tư lệnh chiến trường trung tâm của mỹ một báo cáo của politico trong tuần này cho biết lầu năm góc đang sớm đàm phán về các kế hoạch tiềm năng nhằm tài trợ cho lực lượng gìn giữ hòa bình nhưng theo tờ Haaretz của Israel vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào về cách trang bị vũ khí cho lực lượng này. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2728 về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza với 14 phiếu thuận, Mỹ bỏ phiếu trắng. Đây là nghị quyết ngừng bắn đầu tiên của Hội đồng Bảo an được thông qua sau hơn 5 tháng xảy ra xung đột giữa Israel và Hamas, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Nghị quyết yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin, đồng thời cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc mở rộng viện trợ nhân đạo gồm các nhu cầu y tế và các nhu cầu khác cũng như bảo vệ thường dân trên toàn giải gaza theo luật pháp quốc tế hamas hoàn ngành nghị quyết của hội đồng bảo an kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn dẫn đến việc giúp toàn bộ lực lượng israel khỏi giải gaza đưa những người di tản palestine trở về nhà của họ tuy nhiên kể từ khi hội đồng bảo an thông qua nghị quyết ngừng bắn ngay lập tức giữa hamas và israel đến nay quân đội Israel vẫn ném bom dữ dội vào giải Gaza. Hamas và các nhóm vũ trang Palestine vẫn chưa thả bất kỳ con tin nào. Xe tăng và xe quân sự của Israel đã tiến hành bao vây khu liên hợp y tế Nasser ở thành phố Khan Yunis, phía nam giải Gaza. Đồng thời Israel quyết định rút đoàn đại biểu khỏi các cuộc đàm phán ở Doha do Qatar, Ai Cập và Mỹ đứng ra làm trung gian hòa giải. Hãng tin Reuters của Anh dẫn hai nguồn tin an ninh cho biết, ngày 30 tháng 3, Israel đã tấn công chúng một chiếc xe chở các quan sát viên kỹ thuật của Liên Hợp Quốc bên ngoài làng biên giới Remis ở miền nam Liban, khiến một số quan sát viên bị thương. Một trong các nguồn tin an ninh thuật lại, chiếc xe chở ba quan sát viên kỹ thuật của Liên Hợp Quốc và một phiên dịch viên người Liban. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrae đã bác bỏ thông tin lực lượng này tấn công xe của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban, Unifin. Trong khi đó, Unifin thông tin ba quan sát viên Liên Hợp Quốc và một phiên dịch viên bị thương khi một quả đạn nổ gần họ trong lúc những người này đang thực hiện cuộc tuần tra ở miền nam Liban. Họ vẫn đang điều tra nguồn gốc của vụ nổ. Unifin cho biết việc nhắm mục tiêu vào lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể chấp nhận được. Theo kênh truyền hình địa phương Almana, chiếc xe chở ba nhân viên gìn giữ hòa bình đến từ Úc, Na Uy và Chile và một phiên dịch viên người Liban. Một chiếc trực thăng của Unifin đã bay đến hiện trường và chở những nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương đi. Trước đó, phóng viên Issam Abdallah, 37 tuổi, cũng bị thiệt mạng do trúng đạn pháo khi đang tác nghiệp cùng một nhóm phóng viên khác vào giữa tháng 3 tại một quả đồi trống gần làng Alma Anchaab ở Liban, gần biên giới Israel. Sáu nhà báo khác tại hiện trường cũng bị thương. Reuters trích dẫn thông tin được tổng hợp trong báo cáo điều tra của lực lượng tạm quyền Liên Hợp Quốc tại Liban, Unifin cho rằng chiếc xe tăng của Israel đã bắn hai quả đạn pháo 120mm vào nhóm nhà báo có thể dễ dàng nhận diện. Báo cáo cho biết các nhân viên Unifin không ghi nhận vụ đấu pháo nào xuyên biên giới trong hơn 40 phút trước khi chiếc xe tăng Merkava của Israel khai hỏa. Việc bắn vào dân thường nói trên bị cho là vi phạm nghị quyết số 1701 hồi năm 2006 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và luật quốc tế. Báo cáo của Unifin nói chưa rõ lý do của việc tấn công các nhà báo. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, Unifin đã kêu gọi Liban và Israel ngừng gia tăng căng thẳng ở miền nam Liban. Đồng thời kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột biên giới. Trong một tuyên bố, Unifin nói rằng điều bắt buộc là phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng hiện tại, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hạ vũ khí và bắt đầu quá trình hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao bền vững. Unifin cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực giới tuyến xanh, Blue Line, khiến nhiều dân thường thiệt mạng cũng như phá hủy nhà cửa và sinh kế. Unifin khẳng định sẵn sàng hỗ trợ giải pháp ngoại giao bằng mọi cách bao gồm cả việc triệu tập cuộc họp ba bên theo yêu cầu của các bên. Vừa qua, quân đội Israel tuyên bố loại bỏ thành công một người tên Ali Abed Aksanaim, mà theo nước này là phó chỉ huy đơn vị tên lửa và rocket của Hezbollah trong đợt không kích khu vực Bazarize của Liban. Cụ thể, hãng thông tấn NNA của Liban đưa tin một cuộc tập kích do máy bay không người lái của đối phương đã bắn vào một ô tô ở Bazarize thuộc phía nam Liban, khiến ít nhất một người thiệt mạng nguồn tin quân sự của Liban không đầu tên tiết lộ người thiệt mạng là một quan chức của Hezbollah. Theo AFP, con lực lượng phòng vệ Israel IDF cùng ngày thông báo đã loại bỏ một phó chỉ huy của đơn vị tên lửa và rocket Hezbollah, xác định người này tên Ali Abed Aksan Về phần mình, Hezbollah cho biết bảy tay súng của mình, trong đó có một người tên Naim đã tử vong do chúng hỏa lực từ phía Israel. Tuy nhiên, lực lượng này không tiết lộ địa điểm cũng như thời gian các tay súng tử vong. Một phóng viên của AFP cho biết, chiếc ô tô bị bắn trúng ở Bazaudize đã nổ tung và các mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Trong khi đó, để đáp trả các cuộc oanh kích của Israel gần đây, Hezbollah đã tiếp tục tấn công hàng loạt địa điểm của quân đội Israel gần biên giới Liban. Phương tiện truyền thông quân sự của Hezbollah đã đưa ra các tuyên bố liên tiếp để minh họa các cuộc tấn công và kết quả. Theo đó, Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào doanh trại Zip trong trang trại C3 bằng tên lửa sáng thứ Sáu. Ngoài ra, để trả thù các cuộc tấn công của Israel ở Damas và Aleppo, các chiến binh Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào sở chỉ huy lữ đoàn 91 tại doanh trại Pranit bằng tên lửa Pukan. Hezbollah cũng nhắm mục tiêu vào một cuộc tập trung binh lính của Israel tại lâu đài Hunin bằng đạn pháo. Một nhóm bộ binh Israel ở Hadab Zaroun cũng bằng đạn pháo, gây thương vong đã được xác nhận. Hezbollah đã công bố video về cuộc tấn công của họ vào một tòa nhà ở khu định cư Avivim mà binh lính Israel sử dụng. Giao tranh qua biên giới giữa Hezbollah và Israel diễn ra gần như mỗi ngày sau vụ tấn công của Hamas hồi đầu tháng 10 năm 2023. Hezbollah tuyên bố sẽ chỉ dừng tập kích Israel nếu có lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Số lượng các cuộc giao tranh gần đây gia tăng, khiến Mỹ vượt qua phải kêu gọi Israel và Hezbollah tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết, vô cùng lo lắng trước các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng y tế của nước này sau khi một số nhân viên cứu hộ ở miền nam Liban thiệt mạng trong vụ tập kích được cho là do Israel thực hiện những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình bản tin thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại